Hello, xin chào bạn nha. Thì chiều nay là ngày 4 tháng 11 năm 2024. Thì mình chiều nay mình tiếp tục cập nhật giá sài vàng nha các bạn. Thì giá sài vàng là nhóm lên nha. Cụ thể là vàng nhất là 29.000, vàng nhì là 6.000. Giá sài nhất lên thôi các bạn. Thì mình đang ở Đắk Lắk nha các bạn. Mình đang ở cách này, cách Esup khoảng 7-8 cây nữa đó. Thì mình đang đi vào Esup nha. Thì cũng tranh thủ cập nhật và quay cho anh em ở miền Tây xem dân Tây Nguyên làm xoài nha các bạn. Đây đó. Mùa này thì có mưa nha, cây cối nó xanh. Mình đi đợt trước mình đi mùa khô á bạn, thì hai bên đường này nói chung là cỏ cháy trơn, cây đồ nó rụng lá với nó cháy trơn các bạn. Mùa mưa thì quay trở lại thì thấy là khá xanh này. Thì chủ yếu cập nhật giá xài Đài Loan vàng cho các bạn nắm nha. Thì xài cát nó cũng nhóng lên nha các bạn. Thì giá xài cát dao động từ 30 tới 35, hoặc là có thể là giá sẽ cao hơn nữa, tùy theo sòi thôi. Ví dụ là xài càng đẹp càng to thì giá càng cao nha. Thì anh em nhà vườn nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình sẽ cho số vườn các bạn. Thôi trời chỉ mưa rồi, mình xin phép đi nha. Thì anh em nào cần bán sòi hoặc là mua tua sòi thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình ghim trên màn hình nha các bạn. Thì video mình đến đây là kết thúc nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.